Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Trên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng nay, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ lần thứ năm. Đội bay đặc biệt 224 được trang bị và được đào tạo tốt, đồng thời đảm nhận các nhiệm vụ vận chuyển quan trọng. Bất cứ khi nào nhà lãnh đạo Nga thăm nước ngoài, đội bay này sẽ hành động trước và vận chuyển thiết bị, và vật liệu bao gồm xe tổng thống, xe hộ tống và thiết bị liên lạc đặc biệt đến đích trước. Cách tiếp cận như vậy không chỉ thể hiện sức mạnh quốc gia của Nga mà còn được thúc đẩy bởi những cân nhắc về an ninh. Trước đây, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã công du trên các máy bay Ilyushin IL-18 và IL-62. Từ năm 1992, Tổng thống Nga đã dùng các máy bay IL-62, TU-154, TU-134 và Yak-40. Kể từ năm 1996, chuyên cơ chính của Tổng thống Nga là máy bay 4 động cơ IL-96-300PU, một phiên bản sửa đổi và nâng cấp sâu của máy bay chở khách IL-96. PU có nghĩa là đài chỉ huy, được sơn màu truyền thống của hãng hàng không Rossiya với cờ liên bang Nga. Thông thường, Tổng thống Nga sử dụng chiếc IL-96-300PUM mang số hiệu R96016 cho các chuyến công tác, tham gia các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn, các cuộc gặp chính thức, Tuy nhiên, tổng thống Putin có thể sử dụng TU-154M, TU-134, IL-62M và Yak 40. Khi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, tổng thống Nga được tháp tùng bởi một chiếc máy bay dự phòng. Trong trường hợp khẩn cấp, ông Putin sẽ đổi sang chiếc khác và đến đích một cách an toàn. Ngoài ra, tổng thống Nga thường xuyên đổi sang máy bay khác tùy đặc thù của sân bay và tình hình tại điểm đến để đảm bảo an ninh kép. Trở lại với chuyến thăm Bắc Kinh lần này, như trợ lý tổng thống ông Yuri Usakov thông báo, chương trình ngày đầu tiên của chuyến thăm dự kiến sẽ có rất nhiều hoạt động, trước hết là các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước. Cuộc gặp giữa tổng thống Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức theo hình thức thu hẹp và mở rộng. Sau cuộc hội đàm cấp cao, hai bên sẽ ký kết một số hiệp định và văn bản. Các nhà lãnh đạo sau đó dự định đưa ra tuyên bố chung và gặp gỡ báo chí. Theo ông Usakov, vào tối thứ Năm, họ sẽ nói chuyện trong khung cảnh thân mật. Họ sẽ nói chuyện riêng trong tiệc trà và đi dạo trong công viên cạnh cung điện. Sau đó, cuộc giao lưu sẽ tiếp tục trong bữa tối thân mật quy mô hẹp với sự tham gia của một số thành viên trong đoàn. Trước đó, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tổ chức và buổi hòa nhạc trọng thể kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và bắt đầu năm văn hóa giao thoa giữa hai nước. Ngoài ra, một cuộc gặp riêng giữa ông Putin và Thủ tướng Trung vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường cũng đã được lên kế hoạch. Theo Reuters, ông Putin dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 16 tháng 5. Theo thông báo của điện Kremlin, trước chuyến thăm, ông Putin và ông Tập sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương và hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời xác định hướng đi chính cho sự phát triển hợp tác thực tế trong tương lai. Chuyến thăm gần nhất của ông Putin tới Trung Quốc diễn ra vào tháng 10 năm 2023, trong khi ông Tập Cận Bình có chuyến thăm Moscow vào tháng 3 năm 2023. Hai nước có mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi Liên Xô tan rã và đã hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn căng thẳng với Mỹ và NATO. Theo hãng tin Reuters, với việc chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, ông Putin đang gửi một thông điệp đến thế giới về những ưu tiên của ông và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với ông Tập. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Putin khen ngợi ông Tập đã giúp xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin cậy lẫn nhau sâu sắc. Ông Putin nói: chính mức độ hợp tác chiến lược cao chưa từng có giữa hai nước chúng ta đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà tôi sẽ đến thăm sau khi chính thức nhậm chức tổng thống liên bang nga theo reuters ông putin cũng sẽ thăm cáp nhị tân một thành phố có quan hệ chặt chẽ với nga kỳ vọng của tổng thống putin từ chuyến thăm trung quốc thăm trung quốc ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ năm ông putin dường như muốn truyền đi thông điệp rằng moscow và bắc kinh sẽ luôn sát cánh Bất chấp mọi áp lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ năm theo điện Kremlin. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay, Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chuyến thăm hai ngày được kỳ vọng sẽ làm nổi bật mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa hai nước. Các nhà ngoại giao và giới phân tích nhận định, với chuyến thăm này, ông chủ điện Kremlin dường như kỳ vọng có thể thúc đẩy Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa cho nền kinh tế thời chiến của Nga trên nhiều khía cạnh, từ cung cấp máy móc, hóa chất đến phục vụ ngành công nghiệp quân sự, đến thỏa thuận bán dầu khí với giá ưu đãi hơn. Mặt khác, chuyến thăm cũng mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, cho thấy tầm nhìn chung giữa Nga và Trung Quốc tập trung vào nỗ lực chống lại trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu. Trung Quốc là đối tác chiến lược của Nga đây là con đường do Tổng thống Nga và lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó, dù phương Tây cố gắng nói hay làm gì. Một quan chức Nga giấu tên khẳng định. Cui Heng, học giả từ Viện Hợp tác Tư pháp và Trao đổi Quốc tế thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hôm ngày 14 tháng 5 cho hay, thế giới chắc chắn sẽ chú ý đến cuộc gặp giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước để xem mối quan hệ Nga-Trung được nâng lên tầm cao mới như thế nào, khi quan hệ chiến lược giữa hai cường quốc luôn có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Theo Adit Kaukenov, giám đốc Viện Trung Quốc của Nga, việc Tổng thống Putin chọn Trung Quốc cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau khi nhập chức cho thấy mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước. Chúng ta cũng nên chú ý đến việc Trung Quốc mời ông ấy. Điều này cho thấy một cơ sở rất nghiêm túc cho mối hợp tác Nga-Trung, Kaukenov nhận xét. Theo thông báo, Tổng thống Putin sẽ thảo luận về quan hệ kinh tế với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và thăm các Nhĩ tân, thành phố vùng Đông Bắc Trung Quốc và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Nga. Chuyến thăm của Putin diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cuối tháng trước tới Bắc Kinh gặp người đồng cấp Vương Nghị và đưa ra lời cảnh báo về việc Trung Quốc ngày càng hỗ trợ quân sự sâu rộng cho Nga. Tôi chắc chắn Tổng thống Putin muốn được Trung Quốc giúp đỡ trong vấn đề Ukraine. Alexander Neil, nhà phân tích quốc phòng tại Singapore cho hay, những gì Trung Quốc có thể làm thêm mà không phải gặp phản ứng từ Mỹ sẽ là chủ đề được xem xét kỹ lưỡng trong chuyến thăm lần này. Ông Putin vừa tổ chức lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 5, trong khi ông Tập vừa trở về sau chuyến công du châu Âu, nơi ông được đón tiếp nồng hậu ở các quốc gia thân nga là Serbia và Hungary. Đồng thời thưởng thức rượu vang và ăn tối ở Pháp. Lãnh đạo Trung Quốc rời khu vực mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ lớn nào về thương mại hay vấn đề Ukraine. Ông Tập đã gặp ông Putin hơn 40 lần, tính cả những cuộc trao đổi trực tuyến, nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo nào khác. Cả hai thường xuyên chúc mừng sinh nhật và gọi nhau là bạn cũ hay bạn thân. Nhưng theo giới phân tích, quan trọng hơn, họ dường như coi nhau là đối tác chiến lược trong một cuộc cạnh tranh địa chính trị lớn và có thể sẽ sử dụng các cuộc đàm phán để thể hiện mình là những lãnh đạo của một hệ thống toàn cầu mới nhằm làm suy giảm ảnh hưởng từ Mỹ. Mục tiêu chuyến thăm là chứng minh Trung Quốc và Nga đang gần gũi với nhau như thế nào. Chu Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson, trụ sở tại Washington, bình luận. Tôi tin rằng cả Nga và Trung Quốc đều sẽ tập trung hướng tới câu chuyện về thất bại của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dù không nêu tên trực tiếp. Mia Noone, chuyên gia cấp cao về chính sách an ninh quốc phòng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tổ chức tư vấn của trụ sở tại London Anh cho hay: Theo Noone, chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra sau khi chủ tịch tập vừa trở về từ châu Âu, báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi quan điểm về quan hệ song phương với Moscow, bất chấp sức ép từ phương Tây. Xiao Minh giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Phúc Đáng, Thượng Hải, đánh giá trong bối cảnh Nga đang tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, Tổng thống Putin cần tìm cách ổn định mối quan hệ với Trung Quốc, nhất là về thương mại và năng lượng. Chuyến thăm này của ông không nằm ngoài mục đích này. Trước áp lực từ Mỹ và các nước phương Tây, ông Putin đảm bảo củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc. Giao nói thêm, thêm rằng mối quan hệ này cũng quan trọng không kém đối với Bắc Kinh. Theo Alexander Gabuev, nhà phân tích Nga và Trung Quốc tại Trung tâm Carnegie về Nga và Á Âu, Moskva hiện cân nhắc tất cả mối quan hệ đối ngoại của mình dựa trên xung đột ở Ukraine và lập trường trước phương Tây. Chiến sự Ukraine đã trở thành một nguyên tắc chính trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin. Gabuev viết trên mạng xã hội X, ông chủ điện Kremlin hiện đánh giá mọi mối quan hệ qua lăng kính gồm 3 điểm cân nhắc: liệu nó có giúp ích trên chiến trường Ukraine không? liệu nó có thể duy trì nền kinh tế Nga và phá vỡ các lệnh trừng phạt không? Liệu nó có thể giúp Moskva đối đầu với phương Tây và trừng phạt của Mỹ cùng các đồng minh vì đã hỗ trợ Ukraine không? Trung Quốc thỏa cả 3 điểm cân nhắc của Tổng thống Putin, ông lưu ý. Giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng 63% so với năm 2021, thời điểm trước cuộc xung đột Ukraine và đã chạm đến mục tiêu mà hai nước đặt ra cho năm 2024. Dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong thời gian này, giá trị xuất khẩu các mặt hàng thiết bị điện tử lưỡng dụng của Trung Quốc mà Nga có thể sử dụng để sản xuất hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác đã tăng đột biến. Dòng chảy thương mại cũng tăng trên theo cả hai hướng. Nga năm ngoái trở thành bên bán dầu lớn nhất của Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây khiến Nga giờ đây chỉ còn lại rất ít khách hàng lớn. Với việc bị cô lập và mất đi thị trường ở châu Âu, Nga đã biến Trung Quốc và Ấn Độ thành khách hàng chính cho dầu mỏ, khí đốt của mình. Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ đầu tiên sau nhiều thập kỷ trong những tuần gần đây, làm gia tăng động lực để Moscow thúc đẩy Bắc Kinh. Ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2 đã bị trì hoãn từ lâu. Đường ống sức mạnh Siberia 2 sau khi hoàn thành sẽ giúp Nga xuất khẩu khí đốt từ mỏ bán đảo Chama ở phía tây Siberia qua miền đông Mông Cổ về đến miền bắc Trung Quốc kéo dài hơn 2.500 km. Nó được kỳ vọng vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tới Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc đã trì hoãn ký kết thỏa thuận cuối cùng. Nếu được thông qua, quá trình xây dựng đường ống dự kiến bắt đầu trong năm nay, nhưng phải đến cuối thập kỷ này dự án mới có thể hoàn thành. Một số chuyên gia nhận định chỉ riêng việc chủ tịch Tập và tổng thống Putin gặp mặt nhau đã mang một sức nặng đặc biệt. Bản thân hành động tiếp đón của Bắc Kinh đối với tổng thống Putin đã là một hình thức hỗ trợ cho Moscow vì trung quốc là một trong số ít cường quốc chưa cô lập nga james chas học giả về an ninh tại trường nghiên cứu quốc tế s chaja rasnam singapore bình luận trung quốc cũng cần có nga đứng về phía mình để phá vỡ trật tự thế giới do mỹ dẫn đầu và trong cuộc đấu tranh lâu dài với mỹ để giành ảnh hưởng địa chính trị